Xin chào tất cả các anh chị. Đây là một cái thẻ căn cước các anh chị. Đây là một cái thẻ căn cước công dân. Và có rất là nhiều anh chị có gọi điện cho tôi và hỏi rằng là anh Hùng ơi, bây giờ em đã làm cái thẻ căn cước mới rồi. Vậy thì với cái thẻ căn cước này thì hệ thống ngân hàng nó có kiểm tra ra được cái chứng minh hay không? Và nếu như mà em bị nợ xấu ấy, bị nợ xấu ở chứng minh, liệu em có cầm căn cước này đi vay được hay không? Và cái thứ hai nữa là mọi người có hỏi là anh Hùng ơi, cái mã QR trên này liệu nó có sử dụng được hay không? Thì thưa các bạn và các anh chị, hôm nay tôi sẽ làm một cái bài test để cho các anh chị thấy rằng cái mã QR này có dùng được hay không là một. Cái thứ hai nữa là cái mã QR này nó có cái gì trong này. Và thông qua cái mã QR này tôi sẽ trả lời cho các anh chị câu hỏi là nếu các anh chị dùng căn cước đi vay, liệu rằng có vay được không nếu mà anh chị bị nợ xấu. Vậy thì không đợi các anh chị chờ lâu, cái này đơn giản thôi, các anh chị có thể tự test, tôi hướng dẫn các anh chị luôn, rất là đơn giản. Các anh chị lên điện thoại và mở cho tôi cái phần Zalo. Đây ạ, phần Zalo. Vào chỗ mục là quét cái mã QR. Đây. Thì tôi sẽ đưa cái chứng minh của tôi lên tôi quét này. Các anh chị nhìn nhá. Ngay lập tức ở trên phần đầu này nó ra một cái thông tin cho tôi luôn. Thứ nhất các anh chị nhìn này, thứ nhất là số căn cước và đằng sau là cái số chứng minh luôn các anh chị. Số căn cước, số chứng minh, họ tên, ngày tháng năm sinh. Và địa chỉ, khi chúng ta quét một cái là nó ra luôn các anh chị. Quét một cái là nó ra là căn cước là số đầu tiên, cái thứ hai là số chứng minh, rồi họ tên, rồi đến ngày tháng năm sinh và địa chỉ mà các bạn đăng ký ở trên này. Nghĩa là toàn bộ thông tin của cái này kèm với cái số chứng minh nó ra luôn các anh chị. Vậy thì chắc là anh chị phải biết luôn rồi ha. Các anh chị phải biết luôn rồi. Vậy thì nếu bây giờ các anh chị cầm cái căn cước này đi vay, người ta có biết được cái số chứng minh hay không ạ? Đây là cái chứng minh của tôi đây. Đây thì chắc chắn luôn, tôi nói luôn là cái chứng minh của anh chị người ta sẽ biết ha, chứng minh của anh chị người ta sẽ biết, bởi vì đằng sau cái căn cước đó là số chứng minh. Vậy câu chuyện các anh chị có đi vay được hay không, tôi nói luôn, các anh chị mà bị nợ xấu ở chứng minh mà cầm căn cước đi vay rất khó, vô cùng khó. Đây là một cái tin rất là đáng buồn đúng không ạ, nhưng mà tôi vẫn phải nói với anh chị bởi vì đỡ mất thời gian cho anh chị. Rồi thêm nữa là cái thông tin của cái mã QR nó có hay không, tôi xin trao đổi với anh chị là cái mã QR là có nhé. Bây giờ các anh chị chỉ cần đưa chứng minh, người ta quét thôi là biết chứng minh giả hay thật ngay. Bởi vì cái mã QR này thực tế là làm nó cũng không có khó khăn gì, chúng ta cũng có thể tự làm, nhưng mà ai mà làm giả giấy tờ người khác hoặc là giả giấy tờ để sử dụng vào mục đích chiếm đoạt tài sản hoặc là mục đích xấu thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm giả giấy tờ, khung của nó thì rất là cao đấy, các anh chị có thể tham khảo thêm. Vậy thì với video ngắn này tôi muốn truyền tải cho anh chị rằng là tất cả thông tin và dữ liệu của chúng ta đã được quản lý trên cục thông tin rồi, thông tin. Và chúng ta đừng có suy nghĩ là nếu mới thì thế nào, nếu cũ thì thế nào. Chúng ta đã từng dính rồi thì chúng ta khắc phục hậu quả. Vậy thì với những anh chị nào mà đã bị nợ xấu rồi đấy, thì anh chị nên làm gì? Thứ nhất, đối với những khoản nợ mà dưới 10 triệu, các anh chị ngay lập tức đi trả nợ đi. Và sau đấy thì cái việc gỡ nợ xấu rất là đơn giản thôi. Còn những cái khoản nợ mà trên 10 triệu thì các anh chị nếu muốn gỡ nợ xấu bắt buộc phải đi trả nợ trước. Sau khi trả nợ thì ngân hàng nó sẽ tự động cập nhật nợ xấu. Và đối với những trường hợp mà vay ít dưới 100, dưới 50 triệu thì các anh chị vẫn đi vay được bình thường thôi. Nhưng mà làm hồ sơ nó hơi khó. Cái thứ hai nữa là các anh chị vô mua trả góp vẫn được. Nhưng mà những cái khoản vay thế chấp thì anh chị bắt buộc phải đợi. Có thể là sau 5 năm. Bởi vì hệ thống CIC của ngân hàng nhà nước check 5 năm, kiểm tra 5 năm. Sau 5 năm thì sẽ không kiểm tra và sẽ không thấy nữa. Còn nếu mà check sâu thì vẫn thấy, không vấn đề gì ha. Thì video này tôi làm ngắn thôi, hy vọng là với cái video về cái căn cước công dân này sẽ hữu ích cho anh chị. Và chủ đạo video của tôi bữa nay tôi cũng làm ngắn, không làm dài dòng, mất thời gian của anh chị cũng như là thời gian của tôi. Cảm ơn anh chị và xin chào các anh chị. Chúc anh chị có nhiều thành công và thường xuyên like, share và tìm hiểu kênh của tôi, những video hữu ích để các anh chị có thể chia sẻ trong cuộc sống. Xin chào và chào, tạm biệt ạ. Nếu thấy video hữu ích, anh chị vui lòng chia sẻ cho tôi và rất mong được anh chị tiếp tục ủng hộ trong thời gian tới. Cảm ơn anh chị đã bớt chút thời gian để coi video vừa rồi. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn anh chị. Chúc anh chị sức khỏe.